các cách phát âm khác nhau của một số phụ âm thường gặp. Phần 6. Chữ T có thể được đọc thành 4 âm. 1. Chữ T được phát âm là khi đứng trước chữ U. Ví dụ: picture, mixture, century, future, actual, statue, fortunate. 2. Chữ T được phát âm là khi nó ở giữa một từ và đứng trước ia, io. Trường hợp 1, T cộng ia. Ví dụ: militia, initial, initi, potential, residential. Trường hợp 2, T cộng io. Ví dụ: ratio, infectious, cautious, conscientious, notion, option. Trường hợp ngoại lệ. Ví dụ: question, combustion, suggestion, Christian. 3. Chữ T được phát âm là z. Ví dụ: equation. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo nhé.